Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại cảm biến nhiệt độ nữa, đó là dây cảm biến nhiệt độ DS18A20. Đây, như các bạn thấy trên tay mình đang có dây cảm biến của chúng ta. Chúng ta có một cái dây kết nối khá là dài, khoảng chừng 1 mét. Đấy, ở đây chúng ta có đầu đo này. Các bạn thấy là đầu đo chúng ta đã được bọc kim loại. Đây, chúng ta có chống nước ở đây. Bên trong này sẽ là cảm biến nhiệt độ DS18A20. Thì với cái đầu đo như này, các bạn có thể cho nó vào nước mà không sợ bị chạm chạm. Đấy, các bạn có thể sử dụng nó ở trong các môi trường ẩm ướt hoặc là môi trường nước mà không sợ bị chạm chạm gì cả. Đấy, thì cảm biến này chúng ta sử dụng tuần giao tiếp 1 giây. Đây, các bạn thấy đây chúng ta có dây hai dây đỏ đen để cấp nguồn, một dây màu vàng và dây data ở đây. Đấy, thì với việc sử dụng chuẩn kết nối 1 giây thì chúng ta có thể dùng nhiều con DS18B20 này ở trên cùng một chân. Lưu ý các bạn là khi sử dụng cảm biến nhiệt độ DS18B20 thì các bạn sẽ phải kéo một con trở 4,7K từ chân data lên với chân dương nguồn. Đấy, các bạn thấy là mình đã hàn ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ phải hàn một con trở vào như thế này để chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, giải đo của cảm biến này thì là nằm ở khoảng từ âm 55 độ đến 125 độ và sai số là 0,5 độ C. Đấy, nhưng mà cái sai số 0,5 độ C này thì nó sẽ chỉ đảm bảo khi mà các bạn sử dụng trong khoảng từ trong khoảng đo từ âm 10 độ đến 85 độ thôi. Còn nếu như mà vượt ngoài khoảng đấy thì có thể là sai số nó sẽ bị lớn hơn. Đấy, thì sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn là mình sẽ dùng kit Uno này để đo nhiệt độ và hiển thị lên LCD. Ở đây mình sẽ kết nối cảm biến với kit. Đây, các bạn có thấy nhiệt độ mà chúng ta đo được ở đây đang là 31,19 độ đúng không? Đây, mình sẽ cầm vào đầu này. Đây, các bạn thấy là nhiệt độ chúng ta đang tăng dần lên. Đây, 32. Được chưa? Sau đây mình sẽ nhúng cảm biến này vào nước. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn cốc nước. Đây, mình sẽ nhúng cái cảm biến này vào nước. Đây, các bạn thấy nhiệt độ giảm. Đây thì các bạn có thể mình nhúng chìm hoàn toàn cảm biến này vào nước thì chúng ta vẫn đo được nhiệt độ bình thường. Đấy, như vậy thì với cảm biến DS18B20 này dạng dây như này thì các bạn có thể sử dụng để đo nhiệt độ trong nước rất là tiện lợi, các bạn sẽ không phải lo về cái đoạn chống chạm chạm. Video giới thiệu về dây đo nhiệt độ DS18B20 của nhóm review đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.